Điều đó vô tình phạm luật và team của em bị trừ 10 phút. Nếu như mọi người muốn biết thì mọi người có thể check cam phòng trên, phòng chờ của tụi em. Nếu như mình có luật lệ, mình nên dặn dò kỹ thí sinh, chứ không phải là bây giờ đi đổ lỗi cho thí sinh. Nó nên cận lại xíu đúng không? Cận lại xíu. Cho cô đi là đi luôn nha. Ok. Bài thi của mình hôm nay khá là tốt, không được gọi là tốt xuất sắc nhưng mà khá là tốt đó. Cười nói xong rồi cái bắt cận cho bằng. Rồi bây giờ lia từ cái này ra xong hai người cười với nhau. Xong 3, 2, 1. Em bị bối rối này, em đang chuẩn bị ăn nè. Cái em bối rối sản phẩm ngày hôm nay mà mình thấy một sự khác biệt đó là tại vì do chính tay cho cô quay cho mình thì đó là sự khác biệt lớn nhất. Ai đạp dây đúng không vậy? Chung cô và các bạn thí sinh mình lại một tí nha. Cho anh hỏi là tất cả các bạn ở đây hồi nãy mình đã thay đồ trước khi bước vào set đúng không? Thì nói chung là lúc đó là mình đang ở phòng, cái phòng màu vàng của mình đang quay cái clip của mình. Khúc mà anh vẫn bước vô thì mình cũng kiểu như là không biết, cho đến khi mà nghe kêu là team chuẩn bị ngừng lại. Đúng. Điều đó vô tình phạm luật và team của em bị trừ 10 phút. Mình khá ngạc nhiên khi mà team mình bị trừ thời gian một cách vô lý như vậy. Nhưng mà đâu có ai nói với em đâu. Thực ra thì cuộc thi của chúng ta có 4 leader. Mà 3 leader làm được thì anh nghĩ là chúng ta không nên ngoại lệ ở luật chơi. Tối đây là mặc đồ ngày hôm qua hết hôm luôn. Hôm qua là tất cả mặc đồ đen xong hồi nãy có một người kêu là mọi người thay đồ ra. Nếu như mọi người muốn biết thì mọi người có thể check cam phòng trên, phòng chờ của tụi em. Em ra ở trên đó tụi em mặc đồ đen hết. Team mình cũng khá bất mãn về cái đó. Em cảm thấy team Choco đang bị xử ép. Chúng ta luôn bảo rằng là thí sinh của chúng ta không công bằng. Nhưng mà bản thân mình đi làm những cái thứ làm cho thí sinh của mình bị trừ điểm, bị trừ đi mất thời gian của mình, thì đó là bất lợi của em mang lại cho thí sinh. Ủa mà anh nói vậy là sao á? Tại vì không có một ai nói với team em hết. Không nói không có nghĩa là làm. Mình thấy không có cam tâm về cái điều đó cho lắm. Không phục á. Và tại sao ở đây có 4 leader mà chỉ có mình em bị? Vậy nếu như nó là luật thì nên lặp đi lặp lại cho tới khi người ta biết chứ. Anh nghĩ là việc em đứng nuôi co ở đây chỉ là mất thời gian thêm của em thôi. Nếu như mình có luật lệ, mình nên dặn dò kỹ thí sinh, chứ không phải là bây giờ đi đổ lỗi cho thí sinh. Team chị Choco cũng cao follow. Phải chi mà team Bổ Huy ít follow làm như vậy thì cũng không có nói. Em ở đây, em ơi, ở đây không gọi là lỗi gì của thí sinh hết. Ở đây nó lỗi, nó không có lỗi anh, do anh chắc nó em. Nó nằm và ở anh trừ điểm team của em. Thật ra cái chuyện mà tranh thủ thay đồ thì tiết kiệm được 5-10 phút nó cũng không có là bao nhiêu. Và mong là các bạn hoàn thành tốt sự tác của mình. Chúc mừng. Cả anh với cả chương trình đều rất là vô lý. Nhưng mà làm vậy người ta nhìn vào cũng không có hay. Cảm ơn em, mong là em không test thí sinh của mình thêm một lần nữa. Là các bạn làm vậy là do thí sinh của chị bị hiểu nhầm thôi. Chứ mà người ta có năng lực và chiến lược cũng không ai tận dụng 5-10 phút để làm cái gì. Rõ ràng team của chị đã dư tới 30 phút lận Peter. Nói chung là chuyện gì xảy ra thì cũng là xảy ra rồi. Nhưng mà nói chung là team mình vẫn hoàn thành xuất sắc và không có bị ai mà bị thiếu hụt thời gian, thậm chí là dư thời gian rất là nhiều. Chắc bưng cái này, đưa cái này ra ngoài xíu rồi em quay cái góc vậy đằng đẩy sau. Đẩy cái này xuống đi. Quay đằng. Không, để em hắt góc thôi, giống như em từ đằng sau cái bàn thờ. Thế mạnh của Thế Bằng là lượng follower rất là lớn và đã có kinh nghiệm làm clip rồi. Vậy hả? Không, Bằng tính là chuyển cái cảm tại vì nó nhìn cam đúng không? Xong Bằng sẽ nhìn cam luôn, Bằng nói luôn á. Ok. Đối với Choco thì cách mà Thế Bằng á triển khai cái content á nó hơi bị cũ. Ba. Thị trường cho xin im lặng. Anh biết rồi, nhưng mà đối với The Next Seal Team thì Choco nghĩ là cần nhiều hơn như vậy. Nói chung là những cái này đối với Bằng thì rất là quá dễ rồi, cho nên Bằng là người xong đầu tiên của team. Ủa không được nói em. Anh xong mấy cảnh gì luôn rồi đúng xong không? Hết luôn rồi. Rồi tắt ra edit luôn đi. À mà nè, nếu như có một ngày em ngoại tình á thì em sẽ như thế nào? Nếu mà em có ngoại tình á thì em sẽ đi thật xa cho anh xem. Chúc em ở nơi xa có một cuộc sống an yên.